Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Bất động sản tốt nhà đất giá rẻ Hà Nội. Hôm nay Ngọc Ánh xin trân trọng gửi tới quý vị một căn nhà tại phường Phú Lãm, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Với cái căn nhà này thì diện tích là 34m², thiết kế và xây dựng là 4 tầng, hướng nhà là hướng đông nam, mặt tiền của ngôi nhà là 3m1 quý vị nha. Và ngõ trước nhà 2m5, cách trục đường ô tô đi lại 50m. Từ vị trí của cái ngôi nhà này đi ra tới trường Đại học Đại Nam chỉ khoảng tầm 500m, cách với lại chợ dân sinh, trường mầm non, trường tiểu học chỉ phạm vi bán kính 500m quay đầu thôi. Xung quanh đầy đủ trường mầm non cấp 1, cấp 2. Từ vị trí cái căn nhà này đi ra tới trục đường quốc lộ 21B mọi người ơi, nó chỉ khoảng tầm 300m. Và với cái căn nhà này thì đã được hoàn thiện xong xuôi, chỉ việc dọn đồ về và ở thôi. Mời quý vị theo em vào khám phá cụ thể ngôi nhà. Với cái căn nhà này thì phần mặt tiền của ngôi nhà đã được ốp toàn bộ cái đá granite, và cửa chính của ngôi nhà thiết kế 2 lớp cửa, bên ngoài là cửa sắt sơn tĩnh điện, và bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Mời mọi người theo em tiến vào cụ thể với cái thiết kế của cái ngôi nhà này như thế nào. Với diện tích 34m², xây là 4 tầng. Với cái căn nhà này, giá chào bán 2.550.000 đồng, bao toàn bộ phí thuế sang tên, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với quý vị nào có nhu cầu. Và cái phần trả trước đối với phần tiền mặt, nếu như quý vị mà có nhu cầu vay vốn ngân hàng thì quý vị chỉ phải chi trả khoảng tầm 1 tỷ đồng tiền mặt thôi. Phần còn lại ngân hàng sẽ hỗ trợ quý vị vay trong vòng tối đa là 25 năm, tối thiểu là 3 năm nha. Sổ đỏ đầy đủ, hồ sơ điện, hồ sơ nước đều đã được lắp đặt đầy đủ, nước sạch sử dụng nước sạch Sông Đà và điện lực Hà Nội. Ngọc Ánh đang đứng ở đây là phần phòng khách mọi người nhá. Thì đều được chủ đầu tư lát toàn bộ là gạch kích thước 60 vân đá, đồng thời hệ thống trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng tiết kiệm điện. Ở ngoài phần tầng 1 này là có để sẵn cái dây chờ để móc quạt trần rồi cho mọi người. Với cái căn nhà này thì rất là gần với lại chợ Xóm mọi người ạ. Chợ Xóm thuận tiện với lại quý vị nào đi làm ở khu vực Quang Trung, Hà Đông hoặc là Nguyễn Trãi, Thanh Xuân đều rất là thuận lợi nha mọi người. Đây là phần phòng khách rất là rộng. Vậy thì phòng bếp như thế nào? Mời mọi người theo em vào cái phần phòng bếp của ngôi nhà. Đây với là cái phần phòng bếp cụ thể của ngôi nhà mọi người nha. Đều đã được hoàn thiện xong xuôi, lắp đặt đầy đủ, chỉnh chu hết cả rồi. Chỉ việc dọn đồ về và ở ngay thôi. Đó, tủ bếp cũng như phụ kiện bếp đều được thiết kế toàn bộ là gỗ. Phụ kiện bếp thì là đi kèm là chất liệu inox 304 mọi người nha. Chậu rửa, vòi rửa, chất liệu inox 304. Đó, đã có nước rồi, hồ sơ điện, hồ sơ nước lắp đặt đầy đủ. Chỉ việc dọn đồ về và ở. Xung quanh bếp thì chủ đầu tư ốp cái toàn bộ là kính ốp bếp, và mặt bếp thì ốp đá granite màu đen, vô cùng hợp lý. Với cái căn nhà này thì cửa sổ mở thông thoáng được ra phía đằng sau mọi người ơi, đây nha. Và trong cái không gian của cái căn phòng bếp này cũng rất là ấm cúng với cái tông màu sơn màu vàng, và với cái không gian bếp cũng được chủ đầu tư thiết kế trần thạch cao ở đây luôn mọi người ạ. Ngoài trần thạch cao, ở ngoài cái phần phòng khách thì phần phòng bếp cũng được lắp một cái màu quạt trần mọi người nhé. Đó, đây không gian bếp rất là hợp lý. Và với cái tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh. Đó. Phòng vệ sinh ở đây thì cũng khá là rộng, với cái tầng 1 không gian bếp đầy đủ hệ thống bồn cầu này, lavabo này và hệ thống máy bơm nước tổng lên trên 4 tầng sử dụng của ngôi nhà quý vị nha. Và với cái cửa nhà vệ sinh thì thiết kế là cửa nhôm hệ. Toàn bộ hệ thống tay vịn cổ trụ, cầu thang đi lên từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà thiết kế toàn bộ là gỗ lim Nam Phi quý vị nhá. Đó, mặt bậc cổ bậc cầu thang thì là ốp đá đen trắng. Và với cái phần vách ngăn phòng khách và cầu thang thì sử dụng toàn bộ là chất liệu gỗ. Đây, quý vị có thể nhìn thực tế giúp Ngọc Ánh. Đây là phía tầng 1 của ngôi nhà rồi, vậy thì tầng 2 thiết kế như thế nào? Mời quý vị theo chân Ngọc Ánh lên khám phá phía tầng 2, 3, 4 của ngôi nhà nha. Quý vị ơi, với tầng 2 của ngôi nhà thì thiết kế như sau, gồm 2 phòng ngủ rộng và 1 phòng vệ sinh. Thì đây là cái phía phòng ngủ đầu tiên, hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Có ban công hướng được ra phía bên ngoài, hướng nhà đông nam thì rất là thoáng. Từ vị trí của cái ngôi nhà này để mà nói thực tế, nếu như mà ngõ trước nhà thì ô tô nhỏ, mọi người ạ, ô tô nhỏ ví dụ như Kia hoặc là Hyundai thì có thể lùi vào tới tận cửa. Còn nếu như mà xe 7 chỗ thì nó cách nhà khoảng tầm giúp Ngọc Ánh khoảng tầm 50m thôi. Rất là gần. Từ vị trí của cái ngôi nhà này thì rất là gần với lại Ủy ban Nhân dân phường Phú Lãm. Từ vị trí ngôi nhà này mà đi ra tới Ủy ban thì nó chỉ khoảng tầm 150m thôi mọi người ạ. 150m đi bộ thôi, rất là thuận tiện.
Xung quanh thì dân cư vô cùng đông đúc, đầy đủ tiện ích chợ dân sinh, sinh hoạt hàng ngày. Với cái không gian cái phòng ngủ này thì rất là thoáng, đồng thời chủ đầu tư lát toàn bộ là cái gạch giả gỗ mọi người ơi. Nên là nếu như mà nhìn sơ qua ở trên video thì có thể nhìn nó gần như là cái sàn gỗ ấy mọi người ạ. Phía phòng ngủ là toàn bộ đã được lắp đặt trần thạch cao, hệ thống đèn led chiếu sáng âm trần. Và đồng thời các phòng ngủ đều được chủ đầu tư lắp đặt ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa đầy đủ hết nha mọi người. Đó, với cái diện tích phòng ngủ này nó khoảng tầm 9m2, 9 cho tới 10m2, vuông vắn rất là dễ dàng kê đồ nha quý vị. Cửa thông phòng thiết kế là cửa nhôm hệ Việt Pháp. Và phía bên trong còn một cái không gian căn phòng ngủ nữa mọi người ơi. Một tầng thiết kế 2 phòng ngủ. Đây là phía tầng 2, cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài mọi người nha. Đó. Cái căn nhà này ấy, thì Ngọc Ánh xin chia sẻ một chút về cái mặt hậu của ngôi nhà. Nó hơi bị chéo so với trên thửa đất. Tuy nhiên nó không phải là thóp hậu nha quý vị. Nó bị chéo cho với cái thửa đất mình chủ đầu tư mua và xây. Thì là mua như thế nào thì xây dựng y như thế mọi người ạ. Nhưng mà nó không phải là bị thóp hậu. Đấy, Ngọc Ánh xin nhắc lại để quý vị nào có thể cân đối. Và thực ra thì Ngọc Ánh cũng review khá là chi tiết và kỹ từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà. Bởi vậy trước khi đi xem thì quý vị cứ cân nhắc trước khi gọi cho Ngọc Ánh nhé. Đây là cái phần phòng ngủ phía bên trong. Đây, ống chờ, dây chờ, áp chờ điều hòa được lắp đặt đầy đủ, thông thoáng ở trước sau. Đó. Đây. Cửa thông phòng. Cửa thông phòng này thì để mà nói thì nó không có hoàn hảo, nó không được đẹp như gỗ. Tuy nhiên về cái chất lượng cũng như là cái độ bền thì nó cũng thời gian cũng khá là dài đấy mọi người ạ. Và đây là phía phòng vệ sinh ở phía tầng 2. Đầy đủ bồn cầu này, hệ thống sen tắm này, bình nóng lạnh này, quạt hút mùi đây nha quý vị. Đấy, lavabo nó tóm lại là đáp ứng đầy đủ công năng sử dụng cho quý vị sử dụng theo từng tầng. Đây là tầng 2, vậy thì tầng 3 thiết kế như thế nào? Ngọc Ánh xin mời mọi người theo em lên trên phía tầng 3 của ngôi nhà nha. Và với tầng 3 của ngôi nhà, khi mà bước chân lên trên phía tầng 3 quý vị ạ, thì cái ngôi nhà này cũng được thiết kế tầng 3 và tầng 2 giống hệt nhau, gồm 2 phòng ngủ và 1 phòng vệ sinh như vậy. Bước chân lên trên phía tầng 3 là có 4 phòng ngủ riêng biệt. Và trên tầng 3 nó khác biệt một chút xíu so với tầng 2, đó là cái màu gạch mọi người nha. Đấy, mọi người có thể nhìn cân đối giúp Ngọc Ánh. Nếu như mọi người vừa mới xem review ở phía tầng 2 thì lên trên phía tầng 3 này nó chỉ khác một chút về cái màu gạch thôi. Còn phần còn lại tất cả đều giống hệt như tầng 2. Cửa sổ đây, vừa là cửa này, vừa mở được ra bên ngoài này, có ban công hướng ra phía bên ngoài này. Đấy, toàn bộ hệ thống đèn led này cũng như là hệ thống trần thạch cao này. Đấy, dây chờ, áp chờ điều hòa đều được lắp đặt đầy đủ. Phòng ngủ thì khá là rộng, vuông vắn, dễ dàng kê đồ đạc nội thất ở phía bên trong căn phòng này. Quan trọng nhất là vị trí đi lại vô cùng thuận tiện. Đó, đi lên trung tâm thì rất là gần, từ vị trí ngôi nhà này mà đi lên tới ngã tư Văn Phú thì nó chỉ khoảng tầm 1,5 cây thôi mọi người nha. Đó. Nhà vệ sinh ở phía tầng 3 thì cũng thế thôi, cũng thiết kế tương tự như tầng 2. Đầy đủ hệ thống bồn cầu liền khối, hệ thống sen tắm nóng lạnh, cũng như là quạt hút mùi, lavabo. Phòng ngủ ở phía tầng 3 bên trong cũng vậy mọi người nha. Như vậy một cái không gian nhà thì là rất là ok, thông thoáng hướng đông nam, mùa đông thì ấm, mùa hè thì mát. Và cái 4 phòng ngủ lận một cái căn nhà này thì rất là hợp lý, phù hợp với lại vợ chồng trẻ cũng như là quý vị nào mà có cái tầm tài chính. Cái tầm này mà muốn ở cái phường Phú Lãm này thì cái căn nhà này rất rất là đáng để lựa chọn nha mọi người. Đó, đây là phía tầng 3 rồi, vậy thì tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời mọi người theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng cuối cùng của ngôi nhà nha. Và mọi người ơi, với tầng 4 của ngôi nhà thì ôi bước lên đây nó mát quá mọi người ạ. Bước lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà ở đây là có một ô giếng trời thoáng để lấy toàn bộ ánh sáng xuống cái khu vực cầu thang. Cũng như Ngọc Ánh vừa chia sẻ đấy, cái tay vịn cầu thang, cổ trụ cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 4 của ngôi nhà toàn bộ là chất liệu gỗ linoleum phi mọi người nha. Với tầng 4 của cái ngôi nhà này thì thiết kế như thế nào ạ? Gồm một cái phòng thờ và một sân phơi, thì đây là cái không gian phòng thờ của ngôi nhà. Đó. Cũng có cửa sổ thông thoáng hướng ra phía bên ngoài. Như vậy có 5 phòng riêng biệt mọi người nha, quý vị có thể sử dụng tùy theo cái mục đích của mình. Và phần còn lại đây. Wow. Quá là thoáng luôn mọi người ơi. Khu vực sân phơi
Với cái khu vực sân phơi này thì quý vị có thể nhìn thấy riêng cái căn nhà này, cái khu vực sân phơi này là có đổ trần tầng 4 mọi người nha. Đấy, còn như một số cái sân phơi mà nếu như quý khách hàng nào thường xuyên theo dõi kênh của Ngọc Ánh thì review ấy, thì thường thường sân phơi của một số chủ đầu tư là chuồng cọp và bắn mái tôn, thì cái này thì nó có sự khác biệt một chút xíu mọi người nha. Đó, toàn bộ thì được lát gạch 40-40 vân màu đá cỏ mọi người ơi, cũng rất là đẹp. Ban công này và cũng được bắn ở đây là cái độ an toàn cho cái ngôi nhà này rồi. Vậy thì quý vị còn chần chờ gì mà không bốc máy lên gọi điện để Ngọc Ánh có thể tư vấn cho quý vị với những cái căn nhà hiện tại bên Ngọc Ánh thấp nhất từ 1 tỷ 320 triệu, đó là nhà cấp 4. Ngoài ra thì có những cái căn giá tầm 1 tỷ 5, 9 tỷ 60, tỷ 65 và còn nhiều những cái giá trị bất động sản hơn nữa ở các khu vực khác. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ ngay với Ngọc Ánh theo số điện thoại phía trên màn hình 0983 013 403 hoặc 0888 041 444. Mọi người xem video của em thì đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ cho em và đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản tiếp theo từ nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo.